Hello, xin chào anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Trường nha. Kính chúc quý anh chị một ngày bình an, làm việc hiệu quả nha. Hôm nay em sẽ đem đến cho anh chị một chiếc xe phân khúc C với thiết kế đẹp, trẻ trung, cứng cáp, cách âm cực tốt và giá phải nói là rẻ nhất phân khúc C. Đó là chiếc xe Black Crew bản LTZ số tự động 2017. Xe này mang biển số 70 Tây Ninh nha chị. Màu trắng rất là đẹp. Xe màu trắng mà sơn nguyên cái dàn mâm màu đen. Đó, nhìn cái xe nó cứng cáp lắm. Và xe được trang bị nguyên một dàn vỏ Michelin rồi nha anh chị. Xe này nổi tiếng về mặt cách âm đầm chắc, mà người ta trang bị thêm cặp vỏ, dàn vỏ nữa, thì đây cực kỳ chắc chắn luôn, cách âm vượt trội luôn á. Đó, để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem nha. Phía sau là có hai cái camera luôn. Dễ sợ. Đó, cái dáng xe của xe Black Crew rất là đẹp ha. Nhìn nó có vẻ gì đó nó cứng cáp mà nó mạnh mẽ đó anh chị. Đó, xe này theo phong cách của xe Mỹ mà. Đó, bốn mắt cảm biến sau ha. Anh chị nhìn cái trá đèn nè. Nói chung còn mới tinh nè. Logo xe Black. Logo rất đáng tiền của chị em. Đó. Anh chị xem cái dàn mâm, dàn vỏ Michelin luôn nha. Dàn vỏ Michelin đi cái âm rất là tốt. Mâm 17 inch, bốn phanh đĩa. Đó. Mâm màu đen mà đi cái cùm sơn, cái cùm đỏ, nhìn nó có cái điểm nhấn của xe. Bốn cửa của xe Electro là mở thông minh hết nha anh chị. Dán phim cách nhiệt rồi đầy đủ hết rồi. Đó. Trời nó hơi nắng anh chị thông cảm nha. Bây giờ trời Sài Gòn nó cũng đang nắng rất là gắt. Này, anh chị nhìn cái dàn ghế nè. Dạ, ghế mới tinh luôn. Ghế này rất là ít người ngồi luôn á. Vào xe nó có cái mùi thơm luôn anh chị, rất là dễ chịu. Đó. Cửa sổ trời. Ây da. Để mở cho anh chị xem. Đó, một chạm hết ha. Nè, dàn ghế nè. Thôi nhìn dàn ghế là thấy cưng liền luôn. Đó, có màn hình ga tự động Cruise Control. Đó. Xe đẹp chuẩn chỉ. Đóng cái cửa nè. Đó, đóng cái cửa nghe rất là chắc luôn ha. Nghe nó cứng khừ luôn anh chị. Xe này lên cao tốc chạy rất là sướng. Nó đầm chắc mà mình chạy 120 nó cảm giác nó cứng cáp lắm, không hề có độ lỏng lẻo mà mình cảm giác nó an toàn lắm anh chị. Đó, xe sản xuất 2017 ha. Chevrolet. Đây, dàn ghế nè. Gương gập chỉnh điện. Đèn thì có đèn tự động rồi hết. Có ga tự động luôn ha, ga tự động Cruise Control. Đi thoải mái. Đây. Xe này 58.000 cây. Wow. Ngồi lên cái xe này nó có cái mùi thơm dễ chịu quá ta. Chắc xe này con gái đi quá. Đó, Sparky ha. Điều màn hình có cam da. Đó, anh chị xem, có cam da nó hơi chói thôi chứ có màn hình nó cũng nét lắm. Đó. Mở cốp là mở ở đây. Điều hòa tự động. Cần số nè. Chất xe con này là quá ok rồi. Đây là cốc sạc, đây là tẩu USB nè, cắm vô. Rất là ok, dàn ghế đẹp quá. Con này chắc xe đẹp lắm anh chị. Đó, đây túi khí. Xe này trang bị 4 túi khí ha. 4 túi khí an toàn. Phanh thì có hệ thống phanh ABS, có phân bố phanh điện tử rồi đầy đủ hết. Ở trong này có cổng sạc rồi nè. Nè, tắp lô còn mới tinh nè anh chị. Nói chung 100% xe bên em đều cam kết chất lượng tuyệt đối cho anh chị nha. Trước khi nhập vào công ty thì nó phải được chuẩn chất lượng mới được nhập vào. Có bữa đi coi xe, coi 5-7 xe không mua được xe nào là bình thường. Nên chọn xe nó khó lắm anh chị. Đi mua xe qua sử dụng mà đạt chuẩn chất lượng nó khó lắm. Có ngày đi mua 5-7 xe đi về tay không là, rất là bình thường, không mua được xe nào. Ok, nên anh chị mua xe cũ mà anh chị ham rẻ thì rất là dễ dính xe lỗi ha. Chọn những nơi uy tín mua. Đây, cho anh chị xem cái đèn nè. Đèn giả led hình móc câu ha, nhìn rất là sắc nét. Ở ngoài nó không chớp đó nha anh chị, do quay vào á, như ở ngoài nó không chớp đâu. Cái đèn bi đèn tự động bật tắt luôn. Đó, nhìn cái đầu xe nó rất là sắc nét ha. Nhìn nó góc cạnh lắm. Đó, cái mẫu này nè, nó từ 2016, cuối 2016 tới bây giờ, nhìn nó không lỗi thời luôn. Nhìn nó đẹp hoài luôn ha. Đó. Đó anh chị nhìn những cái góc cạnh này. Cái xe này nó dài hơn 4m6 nên ngồi rất là thoải mái, rộng rãi lắm. Đó, cái mặt ga lăng nhìn nó cách điệu quá ha. Nè, anh chị nhìn cái mặt ga lăng nè. Đó. Đó.
Ok, nếu anh chị khác tỉnh Tây Ninh đó, thì bên em sẽ hỗ trợ rút gốc cho anh chị luôn. Anh chị về được bấm biển mới luôn nha, nên thoải mái. Ok, để em mở khoang máy cho anh chị xem nha. Đây máy xe nè anh chị. Máy xe thì em nổ máy từ đầu giờ luôn ha. Máy nổ, em mở máy lạnh ở trong luôn, là máy đang nổ lớn nhất luôn. Đây, giờ Cora đang quay nè. Máy móc rồi đảm bảo tuyệt đối cho anh chị hết. Về mặt chất lượng thì anh chị yên tâm, tất cả xe bên em bán ra đều cam kết chất lượng cho anh chị hết. Cam kết về động cơ hộp số, không đâm đụng, không thủy kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. 100% xe đều đủ điều kiện để sang tên hết. Nên về mặt chất lượng, về mặt pháp lý thì bên em đứng ra đảm bảo cho anh chị ha. Nếu như sai cam kết, hoàn tiền 100% luôn. Rất là thoải mái. Nói chung là những cái mà anh chị lo lắng khi mà mua xe cũ á, thì khi mà đến với bên em sẽ giải quyết hết cho anh chị. Bên em đứng ra đảm bảo hết đó. Nên anh chị không có cái gì để lo lắng khi mà mua xe bên em hết đó. Đi chán thì sau này đổi xe alo em, thu lại giá tốt cho anh chị luôn đó. Không, về mặt chất lượng đảm bảo, về mặt quay đầu xe đảm bảo luôn đó. Không có gì để lo lắng hết đó. Rồi, ok, xe này bên em đang chào bán với mức giá là 438 triệu nha. 438 triệu, ngân hàng hỗ trợ anh chị 70% giá trị xe luôn đó. Anh chị nào quan tâm xe này liên hệ Trương nha, qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Số nào cũng được, alo cho em sẽ được hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất và nhiệt tình nhất. Ok rồi, cảm ơn anh chị xem video nha. Anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những xe và những sản phẩm mới nhất của em nha. Rồi, chúc anh chị một ngày vui vẻ bình an. Ok rồi, cảm ơn anh chị xem video, bye bye. We'll be right back.